Tối 15 tháng 4 năm 2021, Nathalie tổ chức một sự kiện hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa bước xuống xế hộp sang trọng, nam ca sĩ được người hâm mộ vây kín. Sự xuất hiện của Nathalie trở thành tâm điểm của truyền thông, bởi nhiều ngày qua, anh vướng ồn ào với người mẫu Ngọc Trinh. Trước đó, nam ca sĩ có những bài viết được cho là đá xéo nữ hoàng nội y về chuyện tiền bạc sau khi cô bị mất trộm. Trong khi đó, Ngọc Trinh cũng có những dòng chia sẻ mang tính phản ứng lại trên trang cá nhân. Bên đấy, chính bạn quản lý là người đã gây ra cái chuyện này. Nếu mà bạn ấy không là cái người mà tự nhiên share một link một cái bài báo tự nhiên có tên anh, có hình ảnh của anh và share link về trên tường bạn với những cái lời lẽ không hay ho, anh sẽ không bao giờ tự nhiên anh gây chuyện với bất cứ ai hết. Anh không quan tâm về những nhân vật đó. Đừng chọc anh điên, bởi vì chọc anh điên là anh làm thằng rất là có thể viết như vậy luôn. Máu điên trong người anh, độ điên là có thừa. Nhưng mà điên của anh ở đây á, có một cái nữa chúng nó sẽ không bao giờ có, đến sự thông minh và trí tuệ. Nên là một khi mà chơi với anh thì anh sẽ biết, anh sẽ làm cho nhục mặt. Nathalie khẳng định rằng phía Ngọc Trinh phải xin lỗi anh, bởi vì anh chưa từng nhắc tên Ngọc Trinh trong bất cứ bài viết nào. Thậm chí Nathalie còn cho biết anh nắm được nhiều thông tin nên có thể kiện phía Ngọc Trinh ra tòa. Bên đấy phải xin lỗi anh chứ. Họ là người khơi mào cái sự cố vừa rồi mà. Anh đâu có mong muốn dính vào, mọi người để ý xem. Tất cả các bạn cũng thấy anh không phải chưa bao giờ nhắc tên, đến giờ phút này vẫn chưa nhắc tên bạn ấy nhỉ? Anh không nhắc tên nhỉ? Đấy, báo chí tự viết tên bạn ấy với anh. Cái lần duy nhất mà anh nhắc tên là cách đây 11 năm, khi mà anh làm cái bài phỏng vấn Cạp Đất Mà Ăn. Đấy là cái lần duy nhất mà anh viết tên bạn ấy trên Facebook của anh. Và anh nói mọi người là đi mua báo đi, nội dung rất hay. Anh là người, mà anh nói thật nhé, cái câu đấy chẳng phải bạn ấy nói. Câu đấy là phóng viên của anh đưa vào để cho cái bài nó hấp dẫn hơn. Và anh là cái người giật cái tít đấy để cho báo chí lấy bài đấy làm một bài hot. Và anh là người trực tiếp gửi bài phỏng vấn đó cho tất cả mọi báo chí ở đây. Thật ra nếu mà muốn kiện ở đây, anh có thể kiện họ, bởi vì họ là người đầu tiên. Anh đang bức xúc một cái vụ khác, tự nhiên tự vê về mình. Thế có phải là ngu không? Anh muốn hot thì anh chơi sao Hollywood, thì anh chơi sao Hàn luôn cho nó hot chứ. Chứ một cái thể loại mà chả ai quan tâm thì hot thì